Em hôm nay thì rảnh nhá, nên là trộn vào mồi năng xê cho vào trong tủ lạnh cất để hôm nào đi câu thì đi, tại vì đề phòng những cái hôm mà bất chợt ấy, đề phòng những cái lúc mà bất chợt đi câu thì lấy đồ đi thôi. Anh em thì anh em cứ bảo là không có giới thiệu nhưng mà thực ra thì mình cũng có rồi. Nó có khó mỗi cái đây là cái mồi của mình này, mồi mình bán cho anh em 200 một cân này, thì anh em có thể lấy cái khác thay thế. Ví dụ như kiểu là anh em thử thay thế bằng cám gạo rang này, hoặc là đậu tương tương rang, hoặc là cắm trứng, hoặc là thính chạo đấy. Ba cái đấy, đấy anh em thử thay thế cái thính của mình bằng mấy cái đấy xem có hiệu quả hay không. Thì nó có chắp tàu này, chuối tây này và cái mồi của mình thế thôi. Còn đây là khoai lang thôi. Tỷ lệ thì mình cũng có nói rồi đấy. Đây là mình trộn nhân đôi tỷ lệ thì 4 lạng khoai đầu của nó là 4 lạng khoai lang này. 4 lạng khoai lang thì tỷ lệ với một gói chất tàu. Với cả một chén mồi uống nước chè của mình. Với cả một quả chuối tây thế thôi, bốn thứ thôi, đơn giản, cực kỳ đơn giản với bốn thứ thôi. Thì anh em mà không có cái mồi của mình thì anh em thay thế bằng cái khác cũng được. Mình nghĩ là cũng được thôi. Thì anh em thử thay thế đấy bằng cái khác đi. Thế xong là nếu mà được thì anh em comment ở bên dưới xem có hiệu quả hay không, thì anh em comment ở bên dưới có thể để cho những anh em khác dùng chẳng hạn. Nó khó mỗi cái là cái mồi của mình bán cho anh em đấy thôi, thì anh em không lấy hoặc là không có thì anh em có thể thử thay thế bằng mấy cái loại mình nói đấy, thử xem như nào anh em nhé, biết đâu nó lại hiệu quả hơn thì sao, tội gì không thử anh em. Và anh em khi mà test mùi lăng xê muốn nó nhạy hơi hơn hay không ấy, thì ví dụ anh em có thể một ngày chơi hẳn 3 bài mùi đi, bài mùi lăng xê, còn câu lục thì một ngày chơi, câu 3 ổ thì 2 ổ thì được, có 3 ổ thì khó, bởi vì câu lăng xê thì ví dụ anh em trộn 3 bài thì có thể câu 3 cái giai đoạn khác nhau chẳng hạn, hoặc là ví dụ 3 cần thì mỗi cần lắp một loại mồi xem loại nào nó hiệu quả hơn, thì lần sau anh em cứ thế triển thôi. Sau đấy cái nào mà hiệu quả thì anh em lại về anh em lại thêm đồ hoặc là bớt đồ đi để lần sau nữa ta lại ra 3 bài nữa, đến khi nào mà đây nó hiệu quả mà nó ưng ý với cả anh em rồi thì anh em lên dừng lại thế thôi. Anh em đến cái mức độ nào mà anh em cảm thấy thêm đồ hoặc là bớt đồ đi mà nó không hiệu quả bằng ấy thì thôi. Anh em hiểu ý mình không? Là cái cách cực kỳ đơn giản để ra một cái bài mồi bằng xe hiệu quả, nhưng mà nó khá mất thời gian đấy anh em ạ, không phải đơn giản đâu, nói thì đơn giản thôi nhưng mà làm thì nó mất nhiều thời gian đấy. Cái chuối thì nó lại hơi sống, nó hôm nay gọi là chín tới thì nó chưa được chín dừ lắm, là mình cần chuối chín dừ thì càng tốt, nhưng mà thôi không sao, cứ có chuối chín vào đây là được. Thì của mình là 2 gói chất tàu nhá, và 2 chén mồi của mình, và 2 quả khoai, à hai 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 củ à quên 2 quả chuối tây. Đó mình đó là hôm nay trộn thì bỏ vào ngăn đá thôi, nên là mình không cho thêm nước anh em ạ, nên là cứ như này thôi, để khô như này cho lên ngăn đá thôi, khi nào mà đi câu thì giã đông ra. Thì cũng thực sự thì cũng phải đến vài trăm anh em lấy mồi của mình rồi, thì nó phải tầm 500-600 anh em ấy, một cái lượng lấy mồi không nhỏ, mà anh em đã lấy mồi của mình rồi thì cứ phải theo hướng dẫn này thôi. Còn lăng xê thì hiện tại mình vẫn còn nhé. Và lăng xê của mình thì là 50.000 một bộ. Nói chung là nhiều anh em hỏi cũng rất ngại trả lời đi trả lời lại, nhưng mà hoặc là cái trộn mồi cái trộn đi trộn lại. Mà mong anh em mình cũng thông cảm. Bởi vì ví dụ các bạn thì có thể đăng ký kênh từ
4 5 năm, có những bạn đầu tiên là đăng ký từ 6 năm trước. Có những bạn thì đăng ký 1 năm trước, 2 năm trước. Nhưng mà có cái những cái bạn có thể là ngày hôm nay họ mới đăng ký video chẳng hạn anh em ạ. Hôm nay thì họ thấy hay hay thì họ mới đăng ký kênh. Thì vào thì những cái video mới thì nó sẽ hiện lên trên. Đâm ra là những cái bạn mới vào ấy thường người ta sẽ không hiểu được. Cho nên là mình làm đi làm lại thì nó vẫn cứ có tác dụng với cả nhiều người. Đôi khi có nhiều bạn ấy bảo ấy, cái thính nền này hoặc là cái ví dụ cái này hướng dẫn trộn ở chỗ nào, bạn hướng dẫn trộn đi chẳng hạn, nào anh hướng dẫn trộn đi tỷ lệ nó như thế nào chẳng hạn, nhưng mà mình có trả lời đâu, bảo bạn là xem hướng dẫn ở trong kênh giúp mình, ở trong kênh có đấy. Bạn ấy đến hôm sau bạn ấy lại comment, bạn ấy bảo là tìm mãi chả thấy, chịu chả biết là chỗ nào trong kênh không có. Năm giờ là nó cũng khó nói. Lúc nào là mình thì mình làm cái kênh này vui chơi giải trí, làm dâu trăm họ anh em, thì nó rất khó. Thế là thôi thì cứ làm có như nào làm như thế đi anh em nhé. Mới đầu thì mục đích làm để lưu video thôi, sau đó về sau được anh em ủng hộ nhiệt tình quá thì dần dần thì nó thành một cái kênh cũng khá lớn. Đó, mình ngại nhất là cái lúc bóc khoai này thôi. Lúc ấy xong rồi khoai nó cứ còn màu mẫu mẫu này. Nếu mà đi câu luôn ấy, thì thực ra thì được. Nhưng mà mình bỏ vào tủ lạnh ấy. Xong là đến hôm sau mà bỏ ra giã đông ấy, những cái cục khoai lang tháo tháo này nó cứng ơi là cứng này. Nó rất khó anh em ạ. Nên là mình hôm nay mình còn bóp và càng tơi càng tốt. Đó thì khi mà rảnh rảnh thì thực ra thì mình rất rảnh, thế nhưng mà nó tùy lúc anh em ạ. Lúc nào có hứng thì trộn mồi, thì mình cảm thấy thích, mình có hứng thì mình trộn mồi thì mình bỏ vào trong ngăn đá, thì đến hôm nào đấy mà tự dưng ấy thích đi câu chẳng hạn, hoặc là đột xuất ví dụ có ai đấy tự dưng đến rủ đi câu chẳng hạn, thế là mình chưa có sự chuẩn bị chẳng hạn, thế là thôi xích mồi ở trong ngăn đá ra, giã đông ra đến hồ câu là vừa. Đó, mồi khá tơi anh em nhé, bởi vì mồi chưa phải là ra hồ mà cho vào ngăn đá nó mồi tơi, mồi tơi. Nếu mà khi mà ra đến hồ câu ấy thì nếu mà đi câu luôn ấy thì anh em cái mồi này cần càng nhão càng tốt, hoặc là khô thêm nữa. Tại sao lại cần càng nhão càng tốt này? Hoặc là khô nữa thì nhão hẳn ấy, thì xuống đến hồ thì nó sẽ tan nhanh, cá con nó rỉa phật 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 cái là mồi nó tơi hết ra rồi, thì cá to nó sẽ nhanh vào. Và khi mà mồi nó tơi như này ấy thì xuống nước một tí là nó sẽ tung tóe ra là cá nó cũng nhanh vào. Thế còn mồi mà dẻo quá khi mà xuống đến dưới nước ấy thì nó sẽ lâu tan, lâu tan thì khi đấy cá nó vào sẽ rất chậm anh em. Ăn chừng thính của mình thì như mình trộn ấy đi ra hồ thì cái bình quân rơi vào khoảng 40 phút. Nếu mà cá mà không ăn thì mình sẽ lôi lên và mình thay. Nếu mà cái hồ ít cá con ấy thì có thể mình để đến cả tiếng đồng hồ mình mới thay mồi anh em ạ. Nhưng mà hồ ít cá con thì để cả tiếng này thường thường là hay dính nhá, cá gấu rồi. Cảm giác khá thơm ấy. Đấy, mình giới thiệu chi tiết đến cái này rồi. Các cái nguyên liệu thay thế mồi của mình cũng đã nói sơ qua. Anh em có thể thử một ngày test luôn ba cái loại đấy đi. Mấy loại đấy đi xem nó như nào. Chứ mình thì mình có mồi của mình rồi. Nên là mình test làm gì nữa đúng không anh em? Rất muốn hôm nào đi Ba Vì nữa đây mà chả có ai rủ, buồn thế. Nên bánh lăn xê thì mình đi một mình thì hơi ngại, có đồng đội nữa thì đi ngay.
Anh em ạ, anh em nào mau đi Ba Vì rủ mình đi ké cái. Linh Chèm hay cả Tuấn Chèm thì có vẻ hôm trước đi một bữa thì ông Tuấn máu máu ông Linh có vẻ là nản rồi. Rồi, vậy là tạm ổn rồi đấy nhá. Thì mình sẽ dừng video đây. Bây giờ cho vào túi bóng và cho vào ngăn đá của tủ lạnh thôi anh em ạ. Rồi khi nào mà mình lấy mồi này đi câu ấy thì mình sẽ quay video cho anh em xem. Anh em nhớ xem cái video đấy, không biết là khi nào mình đi câu thôi. Khi nào mình đi câu thì mình sẽ quay video, thì mình nói ở đầu video ấy là cái mồi này trong tủ lạnh bỏ ra thì anh em sẽ biết thôi. Ok, anh em nào mới vào kênh ấy mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh đi, ủng hộ anh em nhé. Ok.